Hello, xin chào quý vị và các anh em. Ở video này, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị mua bán các token DeFi trên cái mạng lưới Son. Và ở đây tôi sẽ sử dụng cái sàn Rai tại địa chỉ radium.io. Quý vị có thể sử dụng ví Phantom, ví Sonnet hoặc là ví Son Phanase. Thì ở đây tôi sẽ sử dụng cái ví Sonnet.io. Rồi, quý vị vào cái sàn Rai, quý vị chọn vào Swap. Việc đầu tiên là quý vị kết nối ví với lại sàn. Quý vị hãy chọn vào Connect Wallet. Thì ở đây nó sẽ ra danh sách rất nhiều ví đang chạy trên cái network Son. Quý vị nên sử dụng ví Phantom này, ví Son Phanase hoặc là ví Sonnet Web hoặc là Sonnet Extension. Sonnet Extension là quý vị add nó vào cái trình duyệt web của quý vị. Còn quý vị sử dụng điện thoại smartphone, quý vị có thể sử dụng Sonnet trên cái trình duyệt web. Ngoài ra quý vị có thể sử dụng cái ví Coin98 hoặc là ví Sapan. Nhưng hiện tại hai cái ví này kết nối rất chi là chất lượng, rất chi là kém. Thậm chí là cái ví Sapan chưa thể kết nối được với cái sàn Rai. Tôi đã thử kiểm tra rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ sử dụng cái ví Sonnet Web đây này. Quý vị ai chưa biết cài đặt cái ví Sonnet chạy trên web thì quý vị tìm những video trước mà tôi đã chia sẻ. Rồi, quý vị hãy nhập mật khẩu của cái địa chỉ ví Sonnet, chọn Unlock, chọn Connect. Ok, quý vị sẽ thấy biểu tượng địa chỉ ví của quý vị ở phía bên trên góc phải màn hình. Nó đã kết nối với sàn rồi. Và tất nhiên, quý vị muốn mua bán được các token nó chạy trên cái network Son, trên cái sàn Rai này, quý vị phải có cái token Son để làm phí giao dịch. Ok chưa? Và quý vị nên chuyển Son từ sàn FTX về đây. Quý vị có thể chuyển từ bất cứ sàn nào, nhưng sàn FTX quý vị chuyển về nó sẽ không thu phí của quý vị. Và cũng như vậy, quý vị có thể chuyển USDT hoặc là USDC từ sàn FTX về ví của quý vị. Ok, quý vị chỉ việc chọn cái token mà quý vị muốn hoán đổi ở đây. Ví dụ tôi chọn là USDC chẳng hạn. Ở bên dưới tôi sẽ chọn một cái token là Son hoặc là Rai chẳng hạn. Thì quý vị sẽ thấy rằng quý vị kết nối ví với sàn. Nếu trong ví của quý vị đã có coin, đã có token thì nó sẽ hiện lên trên này. Đó, quý vị chỉ việc nhập số lượng mà quý vị muốn mua, hoặc quý vị có thể chọn mua một nửa hoặc có thể mua tất. Đó, nhập xong quý vị chọn vào swap và quý vị approve, xác nhận trên ví một lần nữa là coin nó sẽ về ví của quý vị. Rồi, sau khi swap xong, quý vị có thể vào Son Scan hoặc là Son X Browser để kiểm tra cái trạng thái giao dịch. Đó. Quý vị có thể copy cái địa chỉ ví của quý vị và dán nó vào cái ô tìm kiếm. Là nó sẽ ra cái trạng thái giao dịch cũng như là cái chi phí giao dịch. Cũng như quý vị có thể kiểm tra tất cả cái smart contract nó chạy trên cái network Son tại địa chỉ sonscan.io. Ok, và quý vị ai chưa có tài khoản sàn FTX thì quý vị hãy đăng ký theo đường link mà tôi để bên dưới video này. Quý vị đăng ký theo đường link của tôi, quý vị sẽ được giảm phí giao dịch khi quý vị thực hiện giao dịch trên sàn FTX.com. Và đến đây tôi xin kết thúc video này.